Kính chào quý ông bà và anh chị em. Kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe tin mừng Chúa Nhật lễ Chúa Thăng Thiên năm B. Tin mừng theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu hiện ra với nhóm 11 và nói với các ông rằng: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Kính thưa quý ông bà, anh chị em rất thân mến. Lời của một bài hát: Hỡi người Galilê, sao còn mải mê đăm đăm nhìn trời Chúa về trời. Lời nhắc nhớ về ngày mà Chúa Giêsu phục sinh đã hẹn với các tông đồ, gặp các ông tại Galilê, và sau khi ban lệnh truyền cho các tông đồ, người nói với các ông: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Người đã rời các ông để về cùng Cha. Mừng lễ Chúa Thăng Thiên hôm nay, Chúa Giêsu đã cho chúng ta một niềm hy vọng đầy xác tín. Người là đầu và người đã đi trước để dọn chỗ cho chúng ta. Và chúng ta tất cả là chi thể trong thân thể nhiệm màu của người, cũng sẽ về cùng người trên thiên đàng. Tuy nhiên, sứ mạng của Đấng Thăng Thiên hôm nay không chỉ dừng lại ở việc ngưỡng vọng về thiên quốc, nhưng còn là những chứng nhân cho chính vương quốc đó ở trần gian này. Chúa Giêsu lên trời, ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời. Ngắm thứ hai của mầu nhiệm sự mừng như là một lời mời gọi tất cả mỗi chúng ta cần trở nên như những người yêu mến nước trời, vương quốc của tình yêu. Vậy chúng ta đang yêu mến cái gì? Phải chăng là tiền tài, là danh vọng? Phải chăng là con đường tiến thân trong xã hội? Phải chăng là những giá trị trần gian này, những tham sân si của con người? Hình như tất cả những điều ấy nó vẫn chảy trong huyết quản của mỗi chúng ta. Vì chúng ta chưa xác định chúng ta đang sống cho cái gì và cho ai. Giống như lời Thánh Tông Đồ đã cầu xin cho chúng ta trong bài đọc 2 hôm nay. Tôi cầu xin Chúa Cha Vinh Hiển là Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, ban cho anh em thần khí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết người. Xin người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được. Nhờ ơn người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh. Một khi xác định được niềm hy vọng bản thân mình thuộc về dân thánh, chúng ta sống cho giá trị của một người tín hữu thuộc về thân mình Đức Kitô. Thật ra, giá trị này đã được gieo vào trong tâm hồn mỗi chúng ta trong ngày chúng ta lãnh nhận bí tích thánh tẩy. Nhưng rồi dần dà qua năm tháng của đời sống đức tin, chúng ta ít chăm sóc, ít nuôi dưỡng. Cũng có thể vì một thứ cơ cấu định hình có sẵn nào đó, nó làm cho chúng ta mất đi sự nhạy bén của một người công dân nước trời. Chúng ta mải miết chạy theo những giá trị của trần gian, và rồi nhiều khi mệt mỏi, có những lúc chúng ta nhận ra được giá trị thực của đời sống con người là như thế nào, thì lại không còn cơ hội. Hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta cần có một tấm lòng, cần có một tâm hồn yêu mến ngôi nhà thật của chúng ta, đó là nước trời. Không phải là yêu mến bằng tâm hồn không, mà còn là một đời sống chứng nhân cho những giá trị của vương quốc Thiên Chúa nữa. Giá trị của một đời sống chứng nhân đó là can đảm làm chứng về Đấng Phục Sinh. Chính hình ảnh của các tông đồ và những tín hữu đầu tiên của Hội Thánh trong sách Công vụ Tông đồ mà suốt mùa Phục Sinh chúng ta đã được nghe, chúng ta đã được đọc và chúng ta đã được cảm thấy điều đó như thế nào. Họ can đảm, họ hăng say sống cho niềm xác tín.
Những lời Chúa Giêsu dạy họ qua sức mạnh và soi sáng của Chúa Thánh Thần như là những dòng suối tuôn chảy một cách không ngừng trong những ngày đầu của giáo hội. Dẫu cho là bách hại, dẫu cho là gian truân cùng khốn, dẫu cho là một ranh giới rất mong manh giữa sự sống và sự chết, nhưng không thể làm chùn chân các tín hữu tiên khởi, bởi vì họ nhận ra được giá trị thật của nước trời và tin mừng. Thánh Phaolô đã từng phải thốt lên: khốn cho thân tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Niềm xác tín vào chân lý và Thiên Chúa là sức mạnh của những con người thuộc về Đức Kitô. Họ sống một cách mãnh liệt những hoa trái của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời, như là sự bình an, là niềm vui, là lòng bao dung, là sự nhẫn nại, chịu đựng và tha thứ cho nhau. Họ đối xử với nhau trong tình huynh đệ. Họ làm cho giá trị của tin mừng được trổ sinh hoa trái trong đời sống hàng ngày. Đó là những con người đã để cho niềm yêu mến vương quốc trở thành một lẽ sống của đời mình qua tất cả mọi khía cạnh trong cuộc sống. Từ những gì là đời sống bình thường cho đến đời sống đức tin khi mà họ quy tụ để chia sẻ lời Chúa và chia sẻ bánh trường sinh cho nhau. Chúng ta hãy thinh lặng một chút để có thể cảm nhận rõ bản thân mình đã và đang sống cho những giá trị của tin mừng mà Chúa mời gọi hôm nay hay chưa? Hay chúng ta đang chạy theo và xây dựng cho mình một con đường nào đó mà không phải là con đường Đức Giêsu Kitô đã đi? Sứ điệp của Đấng Thăng Thiên hôm nay thật rõ ràng, không chỉ là niềm xác tín được về nước trời cùng với Ngài và yêu mến những giá trị của Vương quốc Thiên Chúa trong cuộc sống hôm nay, mà còn là trở nên những chứng nhân thực sự cho Vương quốc và rao giảng không ngừng về nước trời, về Đấng Phục Sinh và về những giá trị của tin mừng bằng đời sống thực chất của một Kitô hữu. Chúng ta hãy để cho niềm xác tín mà Thánh Phaolô đã nhắn nhủ: như vậy, người đã tôn Đức Kitô lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị để có thể có được, không những trong thế giới hiện tại mà cả trong thế giới tương lai. Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Kitô và đặt người làm đầu toàn thể hội thánh, mà hội thánh là thân thể Đức Kitô, là sự viên mãn của người Đấng làm cho tất cả được viên mãn. Tất cả chúng ta sẽ được viên mãn, được thành toàn trong chính thân mình Đức Giêsu Kitô. Đấng hôm nay về trời và cũng sẽ đưa cho tất cả chúng ta về với Ngài. Chính vì thế, chẳng có lý do nào mà chúng ta từ chối cộng tác với Thiên Chúa trong chương trình của Ngài. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Chúng ta luôn có Thánh Thần ở bên, hướng dẫn và dạy bảo, nhưng cũng cần nơi chúng ta sự khiêm tốn chân thành. Và hãy biết gọt bớt cái tôi của mỗi chúng ta khi làm việc cho Chúa, để Chúa có nhiều không gian hơn làm việc nơi mỗi chúng ta. Khi chúng ta không biết giảm bớt cái tôi ích kỷ của bản thân mình, chúng ta sẽ ít nghe Chúa Thánh Thần, và chúng ta dễ bị rơi vào vòng xoáy của con đường nơi bản thân mình mà không còn nghe tiếng Chúa nữa. Chúng ta sống cho chọn lựa của chúng ta hơn là chọn Chúa. Nhiều khi không cẩn thận và tỉnh thức, chúng ta đánh mất đi sự hiệp thông trong đời sống với hội thánh. Giá trị của trần gian không vì giá trị của nước trời mà bị hư vô hóa. Chúng ta vẫn phải sống cuộc sống một con người đang đi trên mặt đất, nhưng chúng ta lại được mời gọi để yêu mến vương quốc của Thiên Chúa là cùng đích chân thật của mỗi chúng ta, và chúng ta xây dựng chính niềm xác tín đó qua đời sống chứng nhân hàng ngày. Không mơ mộng hão huyền, không sống trên mây trên gió, cũng không chỉ biết cắm đầu vào những giá trị của trần gian, nhưng chúng ta được mời gọi xác tín vào Đấng Phục Sinh và cùng với Người hưởng phúc vinh quang, trở nên những chứng nhân đích thực về vương quốc của Thiên Chúa, về lòng thương xót và về giá trị của tin mừng qua đời sống một Kitô hữu giữa thế giới hôm nay. Lạy Chúa Giêsu, giữa một thế giới hận thù, xin cho chúng con biết sống yêu thương và không ghen ghét. Lạy Chúa Giêsu, giữa một thế giới chán nản và thất vọng, xin cho chúng con biết gieo niềm hy vọng. Giữa một thế giới đang quằn quại vì cơn đại dịch, xin cho chúng con biết tỉnh thức, vững vàng và kiên tâm cầu nguyện. Giữa một thế giới đầy những chiến tranh và loại trừ lẫn nhau, xin cho chúng con biết sống tâm tình bình an
và xây dựng sự an hòa. Giữa một thế giới ích kỷ và chủ nghĩa cá nhân, xin cho chúng con biết nhận ra sức mạnh của những thiện ích chung và biết sống vì cộng đồng. Giữa một thế giới phân cấp và tranh giành quyền bính, xin cho chúng con biết sống tình bằng hữu và phục vụ cách chân thành. Xin cho con biết sống giá trị của nước trời trong chính những chọn lựa hàng ngày, để chúng con luôn ý thức đi trên mặt đất và sống chứng nhân cho niềm hy vọng của thiên quốc mà hôm nay Chúa đã đi về trước chúng con. Amen. Theo Chúa ta sở chi.